Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android thông qua ứng dụng order food được thực hiện tại website mylab.vn. Mình tên là Trí Công Bình. Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn với bạn à, tạo ra một cái intent chooser để chúng ta mở mở một cái tấm hình ở một cái ứng dụng khác và chúng ta lấy đường dẫn tấm hình đó và chúng ta load lên như thế này. Nếu các bạn chúng ta đã làm được công việc này. Và bây giờ bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành thêm cái thực đơn này. Được chưa các bạn? Chúng ta sẽ tiến hành thêm thực đơn. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đó các bạn Thì để thêm thực đơn Trước tiên các bạn phải suy nghĩ cho cái mình Cho mình Chúng ta phải xem xét lại trong cơ sở dữ liệu của chúng ta Là chúng ta cần thêm những chừng nào Thì các bạn thấy là thực đơn chúng ta chính gì Có phải là chính là món ăn Đúng không? Chính là cái phần món ăn Thì món ăn thì các bạn thấy gì đây Chúng ta có mã món ăn Nó tự động tăng rồi Và chừng này chúng ta không cần thêm Đúng chưa? Rồi chúng ta cần có tên món ăn và mã loại À mã loại là có phải là chúng ta lít vào này đúng không? Thì chúng ta chọn ra được mã loại À lít vào này thì chúng ta sẽ chọn được mã loại. Rồi chúng ta còn ghi các bạn. Giá tiền. Giá tiền thì có rồi. Đúng không? Bây giờ ngặt một cái là thằng mã loại đây. Đúng không? Ngặt cái thằng mã loại. Vậy các bạn thử suy nghĩ xem chúng ta đang xài pinner vậy làm sao chúng ta lấy cái mã loại từ trong cái pinner đây? Đúng không? Có cách nào hay không? Có cách nào lấy mã loại từ trong binner không? À đó là chính là cái câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra để nhớ các bạn. Thì chúng ta cũng có nhiều cách làm cái đó đó các bạn ha. Thì bạn thấy là gì nè Đầu tiên chúng ta cần phải suy nghĩ xem chúng ta cần làm gì trước rồi chúng ta mới có được Chứ không phải là chúng ta à thấy Binner Chúng ta gọi binner ghép test một phát Sai lầm à, Khi bạn gettest test thì nó lấy ra chữ xào Chữ hấp, chữ chiên, chữ gỏi Chứ nó không bao giờ mà lấy ra các bạn cái mã hết Đúng không Thì chúng ta có hai cách nè Một là các bạn bắt sự kiện list của thằng Binner này Có nghĩa là on uh, on item selected các bạn on item selected thì nó sẽ có một cái view ha nó sẽ có một cái view đây hồi chúng mình à uh, viết mẫu luôn cho các bạn ha nhưng mà mà viết ra cho các bạn biết thôi mình giải thích cho các bạn biết thôi để uh, các bạn uh, có thể sau này các bạn có thể áp dụng vô những thằng khác nữa ha mình ví dụ như trường hợp các bạn có pinner đi đúng không bây giờ các bạn là muốn lít vào pinner các bạn nhớ là cái phần kích tầm pinner á có phải là khi mình làm thằng này đúng không hấp chiên xào gỏi nè là mình đã tạo ra cái tầm pinner và mình set tát cho nó đúng không các bạn thì bây giờ chúng ta làm sao chúng ta biết là chúng ta lít vào hấp hiện nó gì nó lấy cái táp của test view hấp này để nó lấy ra các bạn à nó lấy ra cái mã mã loại. Đúng không? Thì bây giờ là có phải là các bạn thấy là đây là sự kiện sự kiện chọn item, vậy là mình bắt sự kiện chọn chọn item của ngân chấm .set on item list listener và là item selected listener nêu nó. Thì các bạn thấy nè, khi mình chọn on item selected nó có một view không? có đúng không thằng view này có phải là cái thằng layout của custom binner không thì chúng ta gọi view ví dụ như chúng ta có cái test view đi à chúng ta gắn test view đặt tên đặt tên nào đó bằng gì có phải là bằng view chấm file view by id đúng không chúng ta tìm tới là r chấm id chấm gì các bạn ở test t tên lỗi đúng không chúng ta đã gán rồi chúng ta tìm nó đúng không của chúng ta lén này chúng ta ghét test ra là chúng ta xong cái phần đó được chưa nhưng mình không khuyến khích các bạn sẽ cách này ha thì các bạn có biết cách để các bạn xử lý thôi mình chỉ nêu ra các bạn biết cách các bạn xử lý thôi nhưng chúng ta sẽ áp dụng cái mà chúng ta đã có rồi nè Các bạn nhớ đi Khi chúng ta chọn này Chúng ta lấy được vị trí không Đúng không Ví dụ như thằng xào này có phải là vị trí số 0 không Đúng không các bạn Thằng hấp này là vị trí số 1 Thằng chiên này là vị trí số 2 Đúng chưa Vậy cách nào Có cách nào để chúng ta lít vào binner Chúng ta chọn thằng xào Thì nó trả cho chúng ta vị trí của thằng đó À đúng không nào Lít vào thì nó trả ra vị trí của thằng đó Đến chi Chúng ta căn cứ vào vị trí Các bạn thấy nè nếu như chúng ta có vị trí thì sao các bạn? À chúng ta làm dữ liệu này đâu ra? Thì các bạn thấy là dữ liệu này đâu ra các bạn? À có phải là dữ liệu này là chúng ta đã chi vấn trong database ra và chúng ta gắn một cái list đúng không? Vậy chúng ta lấy nếu chúng ta lấy được vị trí của binner thì chúng ta chuyển cái vị trí đó vào cái list thì chúng ta có thể lấy được cái gì? Mã loại không? À được đúng không? Rồi, vậy mình bắt sự kiện list trong button cái đi ha. BTN à chúng ta chưa có bên giao diện vậy chúng ta khai báo button bên giao diện nha button BTN đồng ý à, thêm thực đơn và một cái bên tên nợ thoát đúng không BTN thoát thêm thực đơn rồi chúng ta tìm nó bên giao diện BTN bạn file view id r.id.btn đồng ý thêm thực đơn thêm món ăn à chúng ta chưa khai báo hả vậy chúng ta qua thêm thực đơn chúng ta xem à món ăn mình bên đây đó bên đó là mình đặt là món ăn ha vậy là chúng ta để lại món ăn đi thêm món ăn vì chúng ta đang tương tác với bạn món ăn ha thêm món ăn rồi chúng ta ở đây sẽ có là btn thêm món ăn và ở đây cũng vậy thêm món ăn rồi chúng ta cắt kiểu về Tương tự như vậy cho thằng là bất tính thoát ha bạn file view r.md.btn thoát thì mỗi ngàn Được chưa các bạn rồi chúng ta đăng ký sự click cho nó luôn ha btn đồng ý nè chấm set on click nè this nè và btn thoát nè chấm set on click nè this nè và chúng ta tạo thêm gì các bạn à tạo thêm hai cái key nữa đúng không vì là hai sự click khác nhau đây Ok, các bạn lưu ý là chúng ta viết K trong thực hiện onlit nha. Ok, r.id.btn đồng ý, đồng ý trước đi ha, đồng ý thêm thêm món ngàn Chúng ta red lại. Sau đó là gì các bạn? À, một cái cây của ta thoát r chấm đi btn thoát Thêm một ngàn được chưa thì thoát thì chúng ta chỉ cần gọi finish và kết thúc luôn à, finish kết thúc rồi chúng ta rec lại rồi bây giờ là thêm Đúng không Bây giờ là khi thêm Bây giờ mình thử là Mình muốn list bằng thêm này Thì nó trả ra cái mã loại Như lúc nãy mình nói gì Có phải là chúng ta đã có được Một cái list như này đúng không Đúng rồi Chúng ta đã có một cái list à, Một cái list là danh sách uh, Danh sách các món ăn Mà chúng ta bỏ trong cái binner Đấy các bạn chúng ta đã có được cái list rồi Bây giờ làm sao mình chọn hấp Thì mình list, list, vào nút đồng ý Thì nó trả ra Cái mã loại của hấp à, Thì binner nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta Một cái gọi là đây mình có báo một vị trí bằng chúng ta gọi spinner ha spinner chúng ta nè spinner chấm nó sẽ có một cái gọi là get uh, selected item position ah à, thì hàng get selected item position này nó trả cho chúng ta gì một cái kiểu in thì có nghĩa là nó trả cho chúng ta vị trí à, nó trả là vị trí của item mà được chọn thì các bạn thấy là món xào có vị trí là không món hấp có vị trí là một món chiên có vị trí là hai món gọi vị trí là ba món lẩu là vị trí là bốn đúng không thì khi mình chọn món xào nó trả mình rất đồng ý thì nó trả được vị trí là không cho mình à vậy chúng ta kiểm tra xem coi có đúng hay không thì để kiểm tra các bạn làm một cái lóc giống như bài trước vậy à ví dụ đây là vị trí phải mình xuất vị trí ra vì nó là nó là nó là Q in thì mình thêm dấu hai nháy để cho nó là cửa chuỗi ha chúng ta sẽ trả vị trí ra thì bạn ấy là có thể căn cứ vào vị trí thì bài trước là chúng ta đã có gì? À chúng ta có một cái một cái list loại món ăn rồi đúng không? Vậy chúng ta chỉ cần gọi list loại món ăn này truyền vào vị trí thì chúng ta lấy được các bạn. À chúng ta lấy được hàng món ăn đúng không? Vậy chúng ta chấm get à get mã loại thì chúng ta đã có được mà có được loại món ăn rồi. Rồi thử ha. Nhập mật khẩu vào. Rồi chúng ta vào thực đơn, list vào ông già. Đúng không? Chúng ta thử chúng ta thử món xào rồi chúng ta xét vị trí xem vị trí à sống có gì nhỉ đúng không lít thử lít 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 cũng không gai gì hết đúng không vị trí để coi đúng hay không rồi nó vẫn không gai gì hết đúng không rồi chúng ta kiểm tra xem để chúng ta ra ngoài hai ta xem sự lít nó ăn hay không không ăn sự lít đúng không các bạn đây nè mình lít vào có gà là nếu lít vào ăn thì nó sẽ nhảy 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 lên đây ha vậy là nó không ăn sự lít vậy chúng ta kiểm tra xem BTN thêm món ăn Đồng ý thêm món ăn Đồng ý thêm món ăn đây Đồng ý thêm món ăn À Mới đây các bạn Mình đã tìm là BTN Thoát thêm món ăn Sai đúng không Quá sai Chuyển lại Đồng ý thêm món ăn Thêm món ăn Không phải bàn ăn ha Rồi chạy lại À thì các bạn thấy là gì Đó là cách chúng ta kiểm tra các bạn ha, Kiểm tra xem Thì sự list là các bạn thấy Cái mẹo rất là hay đúng không Chúng ta khi mà ta biết list ăn hay không Thì sao à, thì nếu ăn thì đây cái lóc cá nó sẽ giật giật lên như vậy đó chúng ta thử lại nha 456 đồng ý rồi chúng ta sổ ra thật đơn sổ ra lít vào à, mình kéo xuống dưới chót nè đây các bạn thấy là vị trí là không đúng không đó thấy chưa Vậy là lít được đúng không mình thử món hấp nè lít nè vị trí là một đúng chưa nào đây món chiên nè có phải là vị trí là hai các bạn thấy không khi mình lít đó lít nó ăn sự kiện đó, thì nó sẽ phát sinh cho mình cái aura như thế này thấy không các bạn đó rồi vậy là mình lấy được vị trí đúng không vậy mình bây giờ mình chỉ cần truyền vị trí này vào trong vào trong đâu bạn à vào trong cái lít lít loại món ăn này thì mình sẽ lấy ra được mã loại được chưa vậy là chúng ta đã giải quyết được vấn đề mã loại và chúng ta đã giải quyết được vấn đề hình chưa rồi đúng không đưa lên hình chúng ta đã giải quyết được rồi à rồi nhưng các bạn thấy nè có phải là thằng đuôi linh hình nó nằm ở đâu nó nằm trong activity result đúng không mà cái code xử lý list chúng ta đang nằm ở đâu à, xử lý lúc thêm chúng ta đang nằm ở đâu à nằm ở sự kiện on list vậy có phải là chúng ta cần phải có một biến cục bộ đúng không cái nghĩa là khi chúng ta chọn tờ tấm hình đúng không chúng ta lấy đường dẫn chúng ta lưu vào biến cục bộ đó đúng chưa các bạn để sau khi nào à khi thằng đồng ý thêm nó gọi thì chúng ta lấy được biến cục bộ đó chúng ta truyền đường dẫn tấm hình vào được chưa vậy mình sẽ làm một biến cục bộ Trình để đây là đường dẫn hình Ha, S đường dẫn hình đó được chưa các bạn và mình ghé thằng đường dẫn hình đó bạn ở đâu đúng rồi bằng cái thằng đường dẫn mà mình lấy bên đây S đường dẫn hình bằng data chấm get data chấm trình mình chuyển nó về kiểu trình ha mình sẽ gọi chấm tu trình để chuyển nó về kiểu trình chứ thôi là chúng ta gọi chấm get data thì nó là cái bạn à nó là một cái URL rồi chúng ta có được được, được chẳng hình đúng không? Chúng ta đã chưa biết được vấn đề là gì các bạn? Spinner đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có nè in mã loại bằng có phải là bằng gì các bạn? Chúng ta lấy được vị trí đúng không? Chúng ta gọi gì đây? À cái loại loại món ăn DTO của chúng ta nè một cái list loại món ăn DTO mà chúng ta đã làm ở phần trước á đây chấm get truyền vào vị trí đúng không? Vậy chúng ta đã có được gì? Loại món ăn DTO chúng ta chấm get gì? Get mã loại thì chúng ta đã lấy cái được mã loại. À, và chúng ta lấy được hình chưa hình chúng ta lấy rồi đúng không mở loại có rồi tên tên món ăn à chúng ta cần tiếp tên món ăn đây chuyên tên món ăn à bằng nghĩ các bạn bằng hai cái edit cái test đúng không chim edit món ăn bằng edit test vậy edit test chúng ta có chưa chưa ở đây chúng ta chưa file bên giao diện của chúng ta phải à file bên giao diện edit test ed tên món ăn và ed giá tiền chấm phải rồi chúng ta tìm mình giao diện ED tên món ăn bằng file view R chấm ED chấm ED tên món ăn thêm tên món ngăn đây và bên kia là ED giá tiền bằng file view bd R chấm ED chấm ED thêm giá tiền ép kiểu về và bây giờ chúng ta gán nó ha đó rồi nha chúng ta lít lên đây đây sự kiện lít chúng ta đây à bằng Nghĩa bạn bằng ed tên món ăn chấm get test chấm tu trình được chưa nào rồi giá tiền chuyển giá tiền bằng hiểu bạn bằng ed giá tiền chấm get test chấm tu trình à vậy bây giờ các bạn thấy là chúng ta phải bắt bắt lỗi trường hợp mà người dùng không nhập vào tên thì chúng ta gì không nhập vào tên và giá tiền chúng ta sẽ bắt người dùng là nhập vào tên và giá tiền để cho các bạn à, rồi chúng ta bắt lỗi thì để bắt lỗi nhanh các bạn sẽ bắt lỗi chung chung ví dụ như là vui lòng nhập vào tên hoặc giá tiền chẳng hạn nếu như hàng này nó bỏ trống à, thì giá tiền các bạn thấy là giá tiền lúc trước chúng ta để test đúng không nhưng chúng ta cần để nó là dạng số đúng không và chúng ta quay lại cái layout và layout giá tiền để là dạng số chúng ta đi các bạn à, android 2 number đây chính là numeric bằng bằng gì nếu như các bạn thấy số là dạng Digimon cũng được dạng integer cũng được Mà để integer đi tại giá tiền chúng ta hồng đường cũng có nhiều hết ha tại vì quán ăn mà giá tiền hồng đường là nó cũng rất là rẻ thôi như quán bình dân mà rồi chúng ta có giá tiền rồi chưa có rồi đúng không chúng ta cái test chấm tu truyền rồi đủ hết đủ hết cơ sở các bạn tên món ăn có rồi giá tiền có rồi và chúng ta gì à bắt lỗi thôi nếu nếu như thằng tên món ăn mà vậy các bạn bằng bằng khác nôn nè ha chúng ta sẽ bắt trường hợp đúng đây khác nôn và như các bạn và giá tiền khác nôn thì chúng ta à chúng ta sẽ tiến hành thêm dữ liệu ai à, còn trường hợp nữa ha trường hợp nếu như người dùng mà nhập vào rỗng nữa các Hai các bạn ha nhập vào nhập vào khoảng cách đó đúng không nhập vào rỗng nữa rồi và tên món ăn như các bạn khác à khác này đúng chưa và à chú là các bạn này chúng ta so sánh chuỗi nè so sánh chuỗi chúng ta sẽ xài là ewon ha ewon và giá tiền chấm ewon rỗng đúng không thì chúng ta sẽ tiến hành thêm ngược lại chúng ta sẽ xuất cái tốt là vui lòng à vui lòng nhập vào tên món ăn và giá tiền kiếm cái tốt nào để chúng ta copy cho nó nhanh thì chuỗi chúng ta chút sẽ khai báo bên kia đúng không nào rồi khai báo chuỗi như là chuyên nem bằng à, lỗi thêm thêm món ăn vui lòng nhập vào nhập vào với các bạn tên món ăn hoặc giá tiền hoặc là các bạn có thể là vui lòng điền đầy đủ thông tin nữa các bạn cũng được nữa ha vui lòng điền đầy đủ thông tin đi ha vui lòng điền đầy đủ thông tin đi vui lòng nhập đầy đủ thông tin thì các bạn nào muốn bắt chi tiết nữa chúng ta sẽ tách ra từng lỗi chúng ta bắt chi tiết thôi không thành vấn đề gì hết rồi à, lỗi thêm món ăn đây để cho bạn rồi nếu như khác nôn có nghĩa là gì bạn thành công ha à này là này là khác nha này là bằng bằng là sai nè khác nè đó được chưa rồi bây giờ chúng ta về đây nếu như nó khác thì chúng ta sẽ tiến hành thêm dữ liệu à vậy các bạn thấy là gì đây là món ăn đúng không món ăn DTO chúng ta có món ăn DTO chưa chúng ta chỉ có loại thôi loại món thôi chúng ta chưa có món ăn vậy chúng mình sẽ tạo ra là à một món ăn D, D -A -O. DTO mình có chưa các bạn chưa vậy là mình phải gì phải có một à một loại một cái gì món ăn DTO vậy chúng ta làm món ăn DTO trước ha cái là chúng ta tạo ra một đối tượng các bạn món ăn DTO Hiện các bạn nào học đứng đối tượng là chúng ta đã biết rồi ha rồi mình sẽ bao gồm bao nhiêu dữ liệu ở đây chúng ta sẽ mở ra database đây món ăn nè Chúng ta sẽ có là mã món ăn đúng không? Mã món ăn là kiểu in. Mã món ăn. Rồi, chúng ta có gì nữa các bạn? À tên món ăn, mã loại, vậy là mã loại là chung đúng không? Vậy cho đây cái mã loại. Rồi, bên đây chúng ta có gì nè? Tên món ăn và giá tiền. À thêm hai cái là tên món ăn và tiền, giá tiền nữa. Trình. Tên món ăn. Phải giá tiền rồi sao các bạn à getter setter chọn hết ha ok đem mới lên đầu ha cho dễ nhìn rồi sao lại và chúng ta tạo thêm cái gì các bạn vì chúng ta đang đang chi vấn ở bạn món ăn đúng không thì chúng ta cần tạo ra gì món ăn do đúng không có dto là phải có do các bạn lưu ý ha món ăn đều rồi chúng ta sẽ copy thì nó các bạn lưu ý là tất cả phương thức cải tạo của mấy thằng DO đều giống nhau hết thì chúng ta copy ha cho nó nhanh. Ok, chúng ta chỉ cần đổi lại gì? À, đổi lại cái tên thôi. Đó. Rồi bây giờ chúng ta đi đây. búp list void nha các bạn. À boolean chứ đúng không? Boolean là thêm món ăn. Nhận vào đi các bạn. Có phải là chúng ta cần thêm gì đây? Mã, mã món đúng không? Tên món, mã loại mà mấy thằng mã món tên món mã loại được đều được lỗ đâu? à, món ăn DTO vậy chúng ta nhận vào một món ăn DTO thấy chưa món ăn DTO à, rất là nhanh đúng không nào chúng ta return, tin ra chu trước đi chút nó tính sau để cho nó đớp, bớt báo lỗi các bạn rồi vậy ra thêm thêm thì chúng ta sẽ dùng content value Bằng new còn value cái này à, làm nhanh ha còn tên value chấm gì các bạn boot ray database chúng ta đã boot mã đúng không mã tự động tăng rồi ha chấm à, table à, món ăn đúng không bạn tên món ăn bạn món ăn dto chấm get tên món ăn tiếp tục content value chấm boot database chấm table món ăn đúng không chấm như các bạn giá tiền à giá tiền phải món ăn dto chấm get giá tiền tiếp tục content value chấm boost database chấm table món ăn Vậy các bạn, mã loại đúng không? Bạn phải món ăn chấm get mã loại. Rồi, xong. Chúng ta đâu có trường a à, còn hình ảnh nữa đúng không? Như chúng ta thiếu hình ảnh thì vậy. Món ăn nè. Món ăn của chúng ta. Đúng rồi, chúng ta các bạn lưu ý là lúc đầu chúng ta tạo ra bay thiếu hình ảnh rồi. Đúng không nào? Chúng ta có hình ảnh chưa? Tình trạng mã loại món ăn thiếu hình ảnh ha vậy các bạn thêm thêm cho mình là một cái trường hình ảnh cho món ăn nữa thì bạn thấy là Món ăn là dĩ nhiên là phải có hình rồi đúng không Không có hình Thì làm sao mà được Đúng không các bạn Rồi thêm một cuộc tính nữa ha Là hình ảnh Mình nhớ là mình đã có tạo rồi mà nhỉ Ủa thì mình đã tạo hình ảnh trong nào ta Chưa hả ta À vậy chưa có hình ảnh nào hết Vậy là thì các bạn thêm cho mình là Cái bảng hình ảnh ha Hình ảnh Rồi món ăn Món ăn đây test đây integer giá tiền đúng không rồi chúng ta còn hình ảnh thì đây chúng ta phải ha à, xuống dòng cộng xe bộ món ăn hình ảnh đúng không cộng kiểu dữ liệu là test và chấm dứt đóng hoặc ha à, đóng hoặc kết thúc rồi chúng ta kiểm tra lại xem ok đúng không các bạn à vậy là chúng ta cần phải bỏ ra database cũ đi đúng không các bạn có thể vào tool À, chúng ta vào quản lý ứng dụng và các bạn có thể là xóa ứng dụng của các bạn được không chúng ta có thể xóa ứng dụng và là chúng ta sẽ gọi ở hàm update database nè update database nè chúng ta update lại à, chúng ta có thể update gọi update database chúng ta update lại lúc này chúng ta sẽ đổi version lại gọi lại là hành version 2 à, cái chỗ version đâu nhỉ chỗ còn uh, contest đây version 1 này chúng ta sẽ đổi lại version 2 thì khi chúng ta tại ta chạy ứng dụng lên đó nếu dụng cụ nó còn á, thì nó hiểu đây là version 2 thì nó sẽ động upgrade, upgrade lại ha Còn nếu như bạn nào không muốn, á, các bạn muốn xóa luôn hẳn database á Thì các bạn có thể vào đây, Tool à, vào uh, Android Device Được chưa các bạn, các bạn vào ứng dụng các bạn ấy, à, gỡ bỏ ha Và là các bạn có thể gì, gỡ bỏ hẳn này luôn Được chưa À À, thì để, để bỏ lại database cũ á, thì các bạn vào Tool nè ha Giống như là bài trước á, vào uh, Nè, Android Device Uh, monitor đúng không chúng ta vào trong cái máy ảo Gini motion chúng ta là cái là chúng ta vào thiết bị á chúng ta sẽ và chi cập tới ứng dụng ha, các bạn vào data xịt data ứng dụng chúng ta là app order food đúng không đây ha, Database data bay nè các bạn xóa cho mình hai cái này được chưa à, cái là bạn số database bay các bạn xóa ở đây nếu như các bạn không muốn xóa app thì các bạn có thể xóa ở đây đó rồi ok à, thì nó sẽ thêm trường hình ảnh cho chúng ta được chưa rồi chúng ta quay trở lại món ăn được. thì nhưng mà chứ, nếu chúng ta xóa bay thì như data bay nó mất thì nhờ những cái ăn mà chúng ta thêm thì nó sẽ không còn nữa các bạn ha rồi chúng ta boost mở loại thêm cái hình ảnh nữa nha bên à, là bên DTO chúng ta hiếu hình ảnh đúng không à, món ăn à, thêm cái trường hình ảnh nữa ha hình ảnh giống như là kiểu trinh luôn nha các bạn các bạn lưu ý là vì chúng ta lưu đường dẫn là kiểu trinh cho nên chúng ta sẽ lưu là kiểu trinh nha trinh rồi tạo getter setter cho nó ok đem nó lên uh, trên cùng với em của nó ha rồi có hình ảnh rồi đúng không nào chúng ta sẽ bút hình ảnh vào chấm bút database chấm bộ món ăn hình ảnh để cho các bạn phải món ăn để Get chấm ghét hình ảnh à rồi quá được rồi đúng không các bạn sau đó chúng ta thực hiện có insert bằng cách gọi database chấm insert bản nào các bạn à bản món ăn redatabay database table món ăn rồi null column h chúng ta không có ha nôn rồi chúng ta tới gì content về rồi chúng ta khai báo cái gì các bạn có phải là khi thêm thành công nó trả chúng ta id đúng không vậy chúng ta lần kiểm tra bằng nếu kiểm tra chúng ta khác không thì chúng ta dự tính true À, return true đem này lên ngược lại nếu bằng không thì chúng ta return phone rồi ok chưa các bạn rồi đúng không nào tắt nó đi rồi bây giờ các bạn là chúng ta lít vào nút đồng ý đúng không thì chúng ta sẽ tiến hành thêm nút đồng ý chúng ta đây tiến hành thêm vậy chúng ta gọi món ăn món ăn đều chúng ta có chưa chưa đúng không vậy chúng ta khởi, khởi tạo rồi đây khởi tạo À, để chung ha mấy thằng nào là để chung các bạn có thể tách ra như vậy cũng được ha nhưng mà chúng ta khai báo biến mà không sao hết món ăn đều món ăn đều rồi chúng ta khai tạo nó chung như này món ăn đều bằng new nó các bạn thấy là cách trình bày code như vậy nó rất là dễ nhìn đúng không ha, đây nè dễ nhìn hàm khai tạo ra hàm khai tạo hàm file là ra hàm file liền xét sự kiện list là ra sự kiện list đúng không nào rất là dễ nhìn rồi chúng ta gọi món ăn đều chấm với các bạn thêm thêm món ăn chuyển vào cái món ăn DTO đúng không vậy món ăn DTO chúng ta có chưa chưa đúng không vậy chúng ta xét đâu xét ở đây à, món ăn DTO và các bạn xét ở trong cũng được nữa không phải những đề xét đây luôn cũng được đây nè món ăn DTO để tạo nó bằng nêu nó đúng không và xét dữ liệu cho nó món ăn DTO chấm xét giá tiền bằng giá tiền cái nào trước cũng được ha món ăn DTO chấm xét hình ảnh bằng S đường dẫn hình đúng không nào rồi tiếp tục là món ăn DTO chấm set mã loại đúng không chúng ta sẽ có là mã loại tiếp theo như các bạn món ăn DTO chấm set còn gì nữa các bạn tên món ăn đúng không nào tên món ăn bạn tên món ăn đủ chưa các bạn mấy trường rồi nhỉ 1 2 3 4 đúng không đủ chưa chúng ta điểm xem 1 2 3, 4, đủ rồi ha Rồi, đủ rồi, chúng ta chỉ cần truyền vào thôi, món ăn đi tiêu Rồi, chúng ta chỉ các bạn, à, làm cái buôn lên đúng không, vì nó trả ra chúng ta kiểu buôn mà buôn kiểm tra bằng Nếu như bằng chu thì sức ra lá thêm thành công ha, nếu à, Nếu kiểm tra Là chu Thì sức cái tốt ra lá thêm thành công Copy đi Ngược lại là thêm thất bại À, đây sẽ là thêm thành công rồi ở đây sẽ là thêm thất bại rồi được chưa các bạn rồi hai chúng ta chạy lên ha rồi chúng ta chạy lên rồi à, sau nó rác chương trình chúng ta nha trả lại ha ok ồ oh, lỗi rồi chúng ta kiểm tra xem lỗi gì đây à, sql à, lỗi nghe sql à, đây mã lỗi khi thực hiện à, lỗi ngay gì có hai cái mã lỗi à, nó báo là có hai cái mã lỗi hai cái mã loại ngay bản gì đây, duplicate nè các bạn thấy không duplicate nè, duplicate là trùng ha, trùng là mã món integer đây là các bạn thấy là liệt kê câu chi vấn chúng ta nè, radar database, món ngang mã món integer tên món mã loại à, chúng ta chưa đổi lại ha, đây là hình ảnh mà đúng không? hình ảnh, rồi trả lại, trả lại không sao hết, các bạn thấy là nhiều lúc chúng ta sửa ha, rất là nhiều lúc chúng ta quên á copy cái ta quên đổi lại rồi lần đầu tiên mà đúng không chúng ta phải đăng ký rồi đăng ký lại ha chẳng chúng ta test app luôn các bạn test lại từ đầu á chọn ngày nào đó cũng được ha chứng minh nhân dân gì đó rồi thì các bạn uh, khi nào các bạn lít vẫn đồng ý các bạn có thể cho nó finish thoát ở đây luôn cũng được ha không thành vấn đề gì hết được chưa các bạn rồi ví dụ như đây là phạm tuân ok ba bốn năm sáu ha đồng ý rồi danh sách bàn ăn chúng ta cần thêm lại không chưa đúng không chúng ta đang làm bên thực đơn mà ha kiểm tra bên này trước rồi loại thực đơn ví dụ như là chiên à, không chạy đúng không các bạn loại thực đơn thêm không chạy luôn Rồi à, chúng ta kiểm tra xem vậy là nút thêm loại thực đơn có vấn đề rồi rồi các bạn thấy là không phải là cái vấn đề ha nó dẫn lót ra nhưng mà gì à nó không nó không có tắt cái nút đồng ý đó đi đúng không vậy chúng ta cần xử lý nút đồng ý này đúng không ví dụ như món xào đồng ý vậy đã thêm thành công rồi các bạn nhưng mà gì nó chưa tắt ra để nó hiện thị qua bên đây đúng không vậy là chúng ta cần xử lý nút này đây thêm thực đơn chúng ta đây thêm thực đơn nút chúng ta là btn bên kia là của thằng loại đúng không thêm loại thêm loại thực đơn à chúng ta chưa finish nè đúng không đây finish à, finish rồi share lại à rồi các bạn có thể là xóa mấy trường cũ đi bằng cách các bạn có thể mở Firefox lên nếu bạn nào có Firefox ha à. có Firefox thì chúng ta sẽ mở Firefox lên còn nếu như bạn nào thấy là dữ liệu chúng ta mới đầu rộng đúng không không có bao nhiêu hết thì ta cứ xóa một cũ đi ha à, thì các bạn có thể mở Firefox lên các bạn mở SVL live Manager lên thì các bạn uh, delete trong cái uh, kia là được đúng không và các bạn có thể là thêm có bắt lỗi nữa cũng được ha ví dụ như các bạn cho tên là duy nhất á bắt lỗi cho tên là duy nhất rồi mình trả uh, chạy lại rồi ok thì chạy lại như là data bay mất là chúng ta đăng ký lại ha rồi đăng ký lại rồi mật khẩu ngày xin chứng minh nhập sao cũng được ha rồi tạm thời là như vậy phạm tuân mà bao làm sao đúng không thì sau này như là chúng ta làm sẽ có tester ha test đàng hoàng cho chúng ta rồi thêm vào như như là chiên đồng ý gà muốn chiên đúng không xào gà muốn xào đó hấp à, lẩu rồi à, muốn nướng nữa đúng không nướng nữa rồi tạm thời là như vậy rồi chúng ta cần kiểm tra xem gì đây à có phải lần này thì mình công thất bại đúng không vậy chúng ta nhập vào tên món ví dụ như là đùi gà chiên nước mắm rồi các bạn thấy gì đây xuống dòng à chúng ta không muốn lần này chúng ta không muốn điều này đúng không thì một chút ta sửa lại sao bằng cái gì các bạn à, chúng ta sẽ xin line like cho thẳng edit này ha giá tiền thử nhập chữ vào không được đúng không giá tiền 10.000 đồng ý thêm thành công đúng không rồi thêm thành công nhưng bây giờ mình chưa hướng dẫn các bạn Load ra ngoài đúng không vậy làm sao chúng ta test để chúng ta thêm thành công đây các bạn à chúng ta mở Firefox lên chúng ta mở SQL Manager lên rồi các bạn mở Firefox lên đúng không các bạn vào như các bạn SQL Manager đây mở nó lên ha rồi chúng ta sẽ mở tới database vậy ra bay mới nhất chúng ta có chưa chưa đúng không vậy chúng ta cần xuất ra bay mới nhất chúng ta ra ngoài ha thì chúng ta vào đây bài trước bài như nhớ là bài đầu tiên mình đã hướng dẫn các bạn cái này rồi thì phải à, trước ra ta bay ra ra desktop nha mình đã qua desktop Save rồi vào đây connect lại refresh lại ha vì nó mở đúng như cái đó mà rồi mình thử chi vấn nè form món ăn rình có chứ các bạn có đưa gà chi nước mắm đây đúng không vậy là gì đây mình đã thêm thêm thành công chưa rồi đúng không Ờ, à, nhưng bạn thấy là gì đây cái bản hình ảnh của mình đâu đúng không cái trường hình ảnh đâu mã loại đúng không nào giá tiền món ăn tên món ăn mã loại giá tiền rồi trường hình ảnh đâu à chúng ta kiểm tra xem tại sao trường hình ảnh chúng ta không có table món ăn món ăn rõ ràng là giá tiền được đúng không tới đây test hình ảnh rõ ràng cũng Ủa được mà cũng là kiểu test mà tại sao lại không có nhỉ à vậy chúng ta cần kiểm tra xem xóa dữ liệu cũ đi có thể là do nó trùng nó không mở lại được ha chúng ta xóa này đi rồi xóa nó đi à bởi vì đang mở đúng không Vậy tắt nó đi xóa nó rồi ép bọt ra lại rồi chúng ta à chúng ta mở lại rồi connect lại ha rồi chúng ta chọn on đúng không nào chọn tới order food đây open rồi chúng ta thử xem món ăn có chưa à đây có hình ảnh rồi đúng không đúng các không bạn rồi bây giờ là thử xem ha món ăn thì chúng ta mới xuất ra thì nó nó chưa có dữ liệu đây có dữ liệu rồi được gà chiên nước mắm hình ảnh là gì đây các bạn rỗng Oh, đúng không? Rỗng là phải rồi, vì sao? Mình chưa chọn hình ảnh mà đúng không? Thì nó đâu có đường dẫn thì nó sẽ là à, nó sẽ là rỗng, được cho các bạn? Đúng không? Rồi mình thử thêm một trường nữa à, chọn hình ảnh. Hình con tôm. À đùi gà mà chọn hình tôm. À, hình tôm đúng không? Đùi gà chúng ta có gọi đúng không? Ví dụ đây là tôm xào đi. À, tôm xào. Tôm xào xả ớt chẳng hạn. Đó, món xào. Đồng ý. Thêm hình công đúng không? phát lại được không bạn? Đâu đâu đâu, chúng ta chưa xuất ra mà. À, chúng ta xuất ra tao bày ra. Sell. Rồi. Có chưa các bạn? Đây, tôm xào sẽ có được hình ảnh chưa? Đây có đường dẫn hình ảnh rồi. Vậy là sao các bạn? Chúng ta đã thêm thành công, đúng không nào? Thì bạn thấy là trường hình ảnh có thể người ta bỏ không cũng được đúng không? Nhiều lúc người ta không có hình ảnh chẳng hạn, ha, à, ta sẽ bỏ không. Rồi, thì như vậy ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn xong là gì các bạn? À, cách thêm thêm món ăn, đúng không bạn? và xử lý cái việc mà chúng ta thêm món ăn. ha, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.